Xin mời mở kinh ra Trang thứ ba Hàng thứ tư kinh danh Hữu hiền hộ đẳng Thập lục chánh sĩ sở dị Thiện tư duy Bồ Tát Huệ biện tài Bồ Tát lần trước đã giảng đến chỗ này ý nghĩa của kinh doanh rất sâu chúng ta phải thể hội một cách thật tỉ mỉ mới có thể thu được lợi ích công đức phật pháp thù thắng Ở lần trước tôi cũng đã từng gợi ý qua với quý vị. Lão cư sĩ Hà Liên cư hội tập bản kinh. Mới đầu ngày đêm toàn bộ kinh phân thành 37 phẩm. Sau này khi đến chính lại Mới phân nó thành 48 phẩm Hiện nay chúng ta Nhìn thấy phần này Ở hai phẩm trước Chúng ta phát hiện ra Rõ ràng mười sáu vị bồ tát tại gia này cần phải phân vào phẩm thứ nhất mới đúng đây là chúng thành tựu mà ở trong chúng thành tựu có chúng thanh văn có chúng bồ tát ở trong chúng bồ tát có chúng bồ tát xuất gia có chúng bồ tát tại gia phải phân theo cách này Tôi đã từng đặt ra nghi vấn này. Vì sao? Ngài phải phân vào phẩm Hiền hộ Bồ Tát Đi vậy Đi không phải đoạn nhỏ Mà ở đây Lại phân thành một phẩm riêng Tôi đã từng nêu ra Ác có đạo lý Cái đạo lý này Các bạn hiểu được không? có được mấy người có thể nhìn ra bí quyết này quả là có đạo lý vì mười sáu vị tôn giả này là huyết mạch của toàn kinh chúng ta tu học quanh năm chắc được cương lĩnh nắm chắc nguyên tắc không ở trong phật pháp chúng ta nói tổng trì pháp môn bạn làm sao có thể nắm vững đại tổng trì pháp môn mấu chốt là ở chỗ này bất kể là tại gia hay xuất gia tu hành chứng quả có thành tựu hay không hoàn toàn dựa vào bạn có khéo giữ mình hay không hôm qua đã nói hộ pháp bạn có hiểu không? Nếu dùng cách nói hiện đại là bạn có biết yêu quý mình không? Nói cho thật rõ một chút Là bạn có biết tự trọng không? Hiền hộ này chính là tự trọng Chính là yêu quý mình Người thật sự biết yêu quý mình Thật sự biết tự trọng gìn giữ mình thuận buồm xuôi gió trên con đường bồ đề thì đâu có lý nào mà không thành tựu cho nên phân từ chỗ này ý nghĩa thật là vô cùng sâu rộng tiếp đó thiện tư duy bồ tát tôi đã nêu ra ba điểm chúng ta phải nhớ bốn ân nặng tư duy phải thường luôn tư duy bốn ân nặng phải tư duy nỗi khổ của chúng sanh chúng sanh trong lục đạo luân hồi vô cùng đau khổ mê hoặc điên đảo ngu muội vô tri tạo nghiệp thọ báo không có ngày ra khỏi cái khổ thế gian chúng ta đây thì tam đồ so với chúng ta không biết nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần thường nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh nếu như bản thân chúng ta không có năng lực vượt qua tâm giới không có năng lực thoát khỏi luân hồi thì quả báo tam đồ chúng ta nhất định phải chịu ai mà không tạo nghiệp tam đồ chứ người người đều tạo ở trong kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện nghe địa tạng nói rất hay chúng sanh diêm bồ đề khởi tâm đồng niệm niệm nào cũng tội lỗi lời nói này là sự thật hoàn toàn không quá đáng khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi những việc đã làm đều là tổn người mà chẳng lợi cho mình cái này người thế gian thường nói tổn người lợi mình nói như thế là sai rồi tổn người dứt khoát là không lợi cho mình tổn người mà lợi mình thì việc này là việc tốt tôi cũng muốn làm tổn người mà chẳng lợi mình bản thân mình chỉ được một chút lợi nhỏ nhưng mà quả báo gì sao thật không thể tưởng tượng tạo ra loại nghiệp nhân ngu muội này sau đó nhận chịu quả báo địa ngục cho nên nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh thực tế mà nói chính là quay đầu lại sẽ nhìn thấy cái khổ của chính mình không nghĩ nỗi khổ của chúng sanh thì không biết chính mình khổ người thế gian người biết chính mình rất ít không thấy được chính mình thấy người khác thì thấy rõ lắm giống như hai con mắt chỉ nhìn thấy ở bên ngoài mà không thể thấy bên trong thế nhưng khi chúng ta nhìn thấy người khác quay đầu lại liền nghĩ đến mình họ là chúng sanh ta cũng là chúng sanh họ ngày nay tạo nghiệp thọ báo nghĩ lại ngày nay ta cũng đang tạo nghiệp tương lai làm sao có thể tránh khỏi khổ báo chứ thứ ba phải thường nghĩ đến nghiệp chướng sâu nặng của mình từ vô thủy kiếp đến nay tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Đời này có thể sống tại đất nước singapore khu vực này singapore là đất phước của thế gian đời trước bạn đã làm một chút việc tốt ngày nay ở đây hưởng phước phước của bạn hưởng hết rồi làm sao đây trong khoảng thời gian bạn đang hưởng phước này bạn có tu phước nữa hay không nếu như hưởng phước mà không tu phước không những không tu phước mà còn tạo tội nghiệp thì phước báo này của bạn sẽ tiêu hết rất nhanh tội báo của bạn sẽ hiện ra rất mau việc phiền phức này sẽ lớn rồi chúng ta tư duy phải thường nghĩ đến những việc này đây là ba việc trước mắt có quan hệ thân thiết với chúng ta thế nhưng trên danh hiệu của bồ tát có một chữ thiện chữ thiện này quá hay vì chúng ta phải khéo tư duy cái gì gọi là thiện phàm làm những việc tương ưng với chân như pháp tánh đó chính là thiện đi ngược lại với chân như pháp tánh thì đó là bất thiện cách nói này rất khó hiểu rất có thể hội chúng ta nhất định phải hạ thấp mức này xuống thì mọi người sẽ dễ hiểu cái gì là chân dư pháp tánh chúng ta nói một cách đơn giản nhất chính là bộ kinh này khởi tâm đồng niệm của chúng ta ý nghĩ việc làm không vi phạm lời giáo huấn của bộ kinh này chính là thiện. Những điều chúng ta nghĩ không ra khỏi phạm vi của bộ kinh này. Những điều chúng ta nói cũng không vi phạm lời giáo huấn của bộ kinh này. Những điều chúng ta làm hoàn toàn dựa vào phương pháp của kinh điển, đi gọi là thiện. Cho nên Đại sư Ấn Quang Ngài nói rất hay Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Muốn tôi xem thử Trên bục giảng của chúng ta đây Có bốn kỳ trụ Ông muốn tôi viết cho ông mấy chữ Chúng ta liền nghĩ đến Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta Đốn luân tận phận Nhàn tà tồn thành Tám chữ này rất hay Tám chữ này ngày nay giảng Đó chân thật là Có thể giải cứu kiếp nạn này Sao gọi là đốn luân Luân là một loại Đồng loại Đồng luân Chúng ta Là thuộc về loại nào Giáo dục thời xưa của trung quốc khái niệm trung tâm chính là luân thường luân thường bắt đầu từ vợ chồng vợ chồng cùng ở trong một nhà cùng một phòng cái phòng này phòng chính là một gian bên ngoài gian buồng là nhà ở trong nhà có cha con anh em bên ngoài nhà là xã hội trong xã hội có vua tôi có bè bạn cho nên giáo dục của trung quốc từ xưa đến nay là giáo dục ngũ luân đây là phân ra từng loại từng loại chúng ta hôm nay học phật rồi ở trong ngũ luân có một loại đặc biệt loại của chúng ta là học phật ở trong học phật lại có thể phân làm ra nhiều loại loại này của chúng ta là tu tông tịnh độ bạn thuộc về loại nào thì bạn phải làm hết bổn phận của loại đó ta ở trong thân phận này ở địa vị này thì ta phải nên làm những công việc gì ta nhất định phải làm tốt công việc đó đối với xã hội đối với đồng luân nhất định có cống hiến đây gọi là tận phận dốc hết bổn phận của chúng ta chúng ta làm hết bổn phận tự mình làm khuyên người làm chính mình dựa vào kinh điển y giáo phụng hành sau đó còn khuyên bảo người khác bạn thấy trong kinh Thế Tôn đã nói biết bao nhiêu lần với chúng ta Khuyến khích chúng ta Thọ trì Đọc tụng Vì người diễn nói Ý nghĩa này rất sâu Thọ trì Chúng ta hoàn toàn tiếp nhận Những gì trong kinh đã nói Những lời dạy của Phật Những lý luận mà Phật đã nói Những phương pháp mà Phật đã nói Những cảnh giới mà Phật đã diễn bày Tiếp nhận toàn bộ Đi là thọ trì sau khi tiếp nhận rồi thì mãi mãi gìn giữ không để bị mất và không biến chất quyết định tuân thủ đây là bổn phận của chúng ta không chỉ có thế mà còn phải diễn thuyết cho người diễn là gì vậy làm ra tấm gương để cho người ta xem đó là biểu diễn đời sống chính là biểu diễn làm tấm gương cho người ta thấy Ta làm tấm gương như vậy Có tương ưng với trong kinh đã nói hay không? Thí dụ Kinh điển Phật dạy chúng ta Khéo giữ khẩu nghiệp Không chê lỗi người Nếu như hàng ngày chúng ta nói những lời xấu về người khác Thế là sai rồi Vậy không tương ưng với lời kinh đã nói Thì bạn không có thọ trì Thì bạn không có gì người diễn nói Làm gương cho người ta xem cái gương mẫu này nhất định phải tương ưng với lời trung kinh đã nói hoàn toàn như nhau mới được kiến thức của thế xuất thế gian phật pháp là giáo dục không phải tôn giáo giáo dục là cầu học chúng ta có tâm cung kính tâm chân thành cầu học nơi các bậc lão sư người xưa thường nói chỉ văn lai học vị văn giảng giáo đó là sư đạo chỉ có học trò đến cầu học không có chuyện thì giáo đi tìm bạn để dạy cho bạn không có đạo lý này thế cái đạo này không còn tôn rồi tôn sư trọng đạo mà sư đạo có sự tôn nghiêm của sư đạo bạn nhất định phải hiểu được để cầu học vì nào là thiền tri thức vì nào là thầy giáo tốt chúng ta ngày nay sư đạo cái luân này nói cho các vị biết đó là từ xưa đến nay đúng là tổ tổ truyền nhau ai là thầy giáo tốt của bạn ngay trong tâm trí của chính bạn người nào mà bạn ngưỡng mộ nhất khâm phục nhất thì người đó chính là thiện tri thức của bạn, chính là thầy giáo tốt của bạn. Người mà trong lòng bạn khâm phục, hoặc là người phàm. Họ là một người lặng lẽ âm thầm, bạn khâm phục họ nhất, kính ngưỡng họ nhất, bạn học với họ, bạn có thể thành công. Phật A Di Đà đến, Phật Thích Ca Mâu Ni đến. Bạn không có lòng cung kính đối với các ngài Bạn không ngưỡng mộ các ngài Hàng ngày bạn ở cùng với Phật Nhưng bạn chẳng học được thứ gì cả Đạo lý này là ở chỗ nào vậy? Kỳ thực rất đơn giản Bạn không khâm phục các ngài Bạn nghe những lời dạy của các ngài mà không chịu làm theo Các ngài dạy bạn làm thế này Thì bạn làm thế khác Không dân lời Chân thật Kính ngưỡng thầy giáo, bạn dâng lời. Bản thân thầy giáo không thành tựu, không quan trọng, thì làm không được thì dạy bạn, bạn đều làm được. Còn thầy thì mọi thứ không đúng pháp, thế nhưng phương pháp mà họ dạy cho bạn thì đúng như pháp. Bạn thấy đều làm theo tất cả, bạn thành Phật, bạn thành Tổ. Bạn vượt qua thầy rồi cho nên chúng ta cầu thiện tri thức thiện tri thức ở đâu thiện tri thức chính là người mà trong tâm trí của ta thiến ngưỡng mộ nhất khâm phục nhất họ nói với ta ta tung theo một trăm phần trăm một chút cũng không dám trái phạm con người này chính là thiện tri thức của ta không phải nói danh tiếng của họ lớn thanh danh lừng lẫy lời họ nói bằng bằng mặt mà không bằng lòng vậy thì nhất định không thể có được thành tựu không những không thể có thành tựu hơn nữa còn tạo tác tội nghiệp rất nặng tội nghiệp gì vậy lừa thầy diệt tổ lừa dối thầy thì việc gì bạn phải đi bái họ làm thầy chứ bái họ làm thầy để phải lừa dối thầy lừa dối thầy thầy là có sự truyền thừa của thầy tổ tổ truyền nhau bạn lừa dối thầy Thì bạn đã xem thường tổ sư Tổ sư nhiều đời Hướng lên trên mà nói Là xem thường cả Phật Bồ Tát Đây là sự thật Nếu như bạn thực sự có thể tôn kính Phật Bồ Tát Kinh này là lời Phật nói Thì bạn làm sao dám trái phạm Đã đọc kinh này rồi Thậm chí là giảng kinh này cho người ta nghe Giảng ba hoa khoác lát chẳng đến nỗi khiến người ta tán thán mà lời nói việc làm của mình lại hoàn toàn trái với lời trong kinh đã nói là không tin phật tin phật việc này khó lắm rất khó tôi học phật bảy năm xuất gia phát tâm xuất gia sau khi xuất gia Tôi vừa xuất gia liền bắt đầu giảng kinh Dạy ở Phật học viện Sau khi xuất gia hai năm Tôi mới thọ giới Tôi đã giảng kinh Giảng đến hai năm rồi Sau khi thọ giới xong Tôi đến Đại Trung Thăm Lý Lão Sư Ngài vừa gặp mặt tôi Ngài liền nói ông phải tin phật tôi vừa nghe vậy bỗng ngây người ra mới gặp mặt chưa nói lời nào liền chỉ vào tôi nói ông phải tin phật tôi ngây người ra một lát nghe liền giải thích cho tôi nghe nói rõ với tôi tin phật không đơn giản không phải nói hiện nay bạn đã xuất gia đã thọ giới rồi hơn nữa đã đang làm công việc hoàn pháp chưa chắc là thật sự tin phật có người cả một đời xuất gia tám chín mươi năm vẫn không tin phật cái tiêu chuẩn của ông tin phật đó là gì lời phật nói trong kinh bạn thấy đều làm được hết mới gọi là tin phật bạn là người chưa làm được bạn không tin đã tin thì đâu có lý nào không làm không chịu làm chính là không chịu tin tưởng cho nên nói với tôi tin phật hai chữ này khó lắm rất khó cho nên thế tôn ở trong kinh hoa nghiêm trong đại trí độ luận đều nói rõ tính di đạo nguyên công đức mẫu tính tâm thành tựu thì không có việc nào mà chẳng thành tựu Chúng ta tu hành chứng quả Tính tâm Là cội nguồn Là cội gốc Bạn không có tính tâm kiên cố Thì sao bạn có thể thành tựu được Nếu bạn có niềm tin này Thì đúng luôn tận phần Nhất định làm được Nhàn tà tồn thành Tà Là tà tri tà kiến Nhàn là ngăn chặn Bạn phải biết ngăn chặn Phòng ngừa tà tri tà kiến phương pháp phòng ngừa cư sĩ lý mộc nguyên ngày nói rất cao minh ông hôm đó nói mấy lời với mọi người tôi đã nghe được tôi đồng ý việc đầu tiên ông nói với mọi người là không nên nghe điện thoại ông nói điện thoại vừa cầm đến tay liền nói một giờ nửa giờ toàn là thị phi cho nên ông bảo thành viên Có tịnh tông học hội Không việc gì thì Không nên nghe điện thoại Cũng không nên gọi điện Có thể tránh rất nhiều Những tư tưởng khái niệm Không chính xác Cho nên tôi thường nói Không xem báo chí Không xem tivi Không nghe đại phát thì tâm của bạn thanh tịnh Ngày nay chúng ta trong xã hội này Cư sĩ tại gia có công việc Có sự nghiệp Trong công việc sự nghiệp của bạn Những việc cần phải biết Thì bạn hãy tiếp xúc Những việc không cần phải biết Thì nhất mực tốt hơn hết không nên biết Giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn Đi gọi là thiện tư duy chân thật làm được đốn luân tận phận nhàn tà tồn thành lòng dạ đối với người phải chân thành không hề mảy may hư dối người ta dùng tâm giả dối đối xử với chúng ta chúng ta phải lấy tâm chân thành đối xử với họ vì sao vậy họ làm chuyện sáu cõi luân hồi làm chuyện ba được ác còn ta phải đến thế giới tây phương cực lạc gặp phật a di đà người mà phật a di đà hoan nghênh là người có tâm chân thành người mà tâm thị phi thì phật a di đà sẽ không tiếp nhận tại đức xưa ở trong chú giải kinh điển nói rất rõ ràng rất tường tận lời nói việc làm không hợp nhau thì niệm phật niệm cho nhiều đi nữa cũng không thể giảng sanh nếu như bản thân chúng ta hạ quyết tâm có hoàn nguyện này ở trong một đời này nhất định phải giảng sanh Nhất định phải y giáo phụng hành Cho nên lần này Pháp duyên này của chúng ta thù thắng Chúng ta trong hội này Tôi nhất định giảng qua bộ kinh này một lần Cho thật tỏ từ thấu triệt Chúng ta không giới hạn thời gian Ba năm, năm năm cũng không hề gì Các bạn đến nghe, nghe một lần Thì có thọ dụng của một lần Một lần nghe hiểu rồi Bạn có thể theo đó mà làm Thì cả đời thọ dụng không hết huống hồ bằng hội nào cũng đều đến nghe vậy thì còn gì bằng nữa không thế nhưng chúng ta làm như vậy thì thiền tư duy này của chúng ta có đạt đến thật viên mãn hay không vẫn chưa chẳng qua cũng chỉ được bảy tám phần mà thôi làm thế nào mới được viên mãn nhất tâm chuyên niệm a di đà phật thì bằng viên mãn quyết định được sinh về tịnh độ ở trong tâm mỗi niệm là a di đà phật cho nên tôi cũng đã từng khuyên một số bạn đồng tu tôi cũng khuyên người ta cứ điện thoại lý mộc quyên ông ấy nói là không nghe điện thoại còn tôi nói có thể nghe điện thoại Nghe điện thoại phải nghe thế nào vậy? Chúng ta chỉ một câu A-di-đà-phật. Nghe họ nói chuyện, họ nói chuyện A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Nói một giờ thì ta niệm A-di-đà-phật một giờ. Không nói thêm lời nào. Lời giới dẫn của họ đến không ngừng. Thì chúng ta cứ A-di-đà-phật và tiến tới. Biện pháp này của tôi cũng không tệ. Lại không phải tốn phí điện thoại của mình. Bạn nói có đúng không? Họ điện thoại đến thì chúng ta đem từng câu từng chữ. Câu A-di-đà-phật đổ vào trong A-lại gia thức của họ. lời của họ chúng ta một câu cũng chẳng thèm nghe a di đà phật a di đà phật thậm chí nói nếu bạn không muốn nghe thì có thể bịt lỗ tai lại chỉ miệng chúng ta nói thôi ta nói thì họ nghe được còn họ nói ta chẳng nghe thấy cách này thì quá tuyệt vời cách này rất hay niệm phật cầu sanh tịnh độ niệm niệm có phật a di đà đây mới gọi là thiện tư duy làm đến được viên mãn cho nên chúng ta phải học Bồ Tát thiện tư duy, áp dụng ngay trong đời sống của chính mình. Chính mình chính là hiền hộ Bồ Tát, chính mình chính là Bồ Tát thiện tư duy. Cần phải nên biết rằng, ở trong Phật Pháp, có nói rất nhiều đến danh hiệu của chư Phật. Bạn thấy hiện nay có rất nhiều đạo tràng khi Tết đến thì lại dạng Phật. Ở trong Đại Tạng Kinh có một bộ kinh gọi là Dạng Phật, Danh Kinh. Phật Danh Kinh đều là danh hiệu Phật. Trong đó tổng cộng có hơn 12.000 danh hiệu Phật. Những gì Phật đó là ai vậy? Nói cho quý vị biết đều là chính mình. Đều là tánh đức của chính mình. Tánh đức, tại sao có nhiều danh hiệu đến như vậy? Tánh đức là không có chỗ cùng tận đừng nói một dạng danh hiệu đó không hết mà dạng ức danh hiệu cũng nói không hết du lượng du biên tánh đức cho nên bao gồm tất cả danh hiệu phật là tánh đức của chính mình bao gồm tất cả danh hiệu bồ tát là đức tu của chính mình từ đức tu hiện hiện ra tánh đức của chính chúng ta cho nên chúng ta niệm những danh hiệu Bồ Tát này là niệm ai? Niệm chính mình. Chính mình biết gìn giữ chính mình, biết tự trọng, biết bảo vệ Pháp của mình. Vì bạn chính là hiền hộ Bồ Tát. Tư tưởng kiến giải bạn thuần chánh thì bạn chính là Bồ Tát Thiện Tư Duy. Không phải người khác những danh hiệu Bồ Tát này đặt ở nơi ta. Bồ Tát hiện thân đi biểu Pháp là Ngài chỉ dạy chúng ta. Như tôi phía trước nói với mọi người, tôi nêu ra một ví dụ như Tứ Thiên Dương, Bồ Tát Di Lặc của Điện Thiên Dương. Toàn là chính mình. Hoàn toàn áp dụng vào chính bản thân chúng ta. Đâu phải là cảnh giới bên ngoài. Chúng ta mới có được thọ dụng đích thực. Từ đó cho thấy, mười sáu vị bồ tát này cũng không ngoại lệ cũng là đức tu viên mãn của chúng ta mười sáu không phải là con số mười sáu là tiêu biểu cho sự viên mãn hiện tông của chúng ta phần nhiều là lấy bảy tiêu biểu viên mãn hoặc lấy mười tiêu biểu viên mãn ở trong mật tông phần nhiều là dùng mười sáu hoặc dùng hai mươi dùng cái này để tiêu biểu viên mãn như trong kinh di đà nói mười vạn ức cõi phật đây là sự viên mã của hiển tông nói bản kinh nói hai trăm mười ức cõi phật đó là hai mươi mở rộng đến hai trăm mười ức đều là ý nghĩa biểu pháp nếu chúng ta xem nó là con số thế là sai rồi thì bạn sẽ không thể hội được nghĩa kinh ở bên trong xem tiếp phía dưới huệ biện tài bồ tát ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất giữa người với người khổng lão phu tử dạy học điều thứ nhất là đức hạnh điều thứ hai chính là ngôn ngữ phật pháp dạy học cũng không ngoại lệ Thiền hộ thiền tư duy là đức hạnh huệ biện tài chính là ngôn ngữ đi đúng là chỗ gặp nhau so với dạy học của khổng lão phu tử ở trong biện tài phải có trí tuệ thì biện tài của bạn mới tích lũy công đức thì mới không tạo nghiệp không có trí tuệ thì tốt nhất không nên có biện tài nếu như có biện tài mà không có trí tuệ thật thì biện tài sẽ tạo ra nghiệp rất lớn năng ngôn thiện đạo Thế nhưng Những gì nói ra Đều không phải là chánh pháp Mê hoặc lòng người Cái tội này là rất nặng Các vị đọc luật ngữ Bạn thấy khổng lão phu tử Cũng đã từng có một thời gian ngắn làm quan Làm quan đại tư cấu ở nước lỗ khi ngài vừa nhậm chức liền xử trảm thiếu chánh mão đương thời việc này vào thời bây giờ là tuyệt đối không cho phép hiện tại thì không được thiếu chánh mão phạm tội gì vậy không thấy tội bằng tìm không ra lỗi của ông ấy vì sao cậu là phu tử lại giết ông ấy chính là ông ta năng ngôn thiện đạo nói lời thị phi bày chuyện thị phi khắp nơi làm mê hoặc lòng người. Ông ấy có biện tài. Có lẽ khổng lão phu tử cũng biện không lại ông. Hết cách rồi thì giết thôi. Điều này trong sự có ghi chép. Khổng lão phu tử giết thiếu Chánh mão. Tội của thiếu Chánh mão là tà tri tà kiến. Sức có biện tài. Cho nên những tri kiến ác đó của ông Sẽ ảnh hưởng xã hội Rất nhiều người nghe tin theo lời của ông Điều này phu tử không còn cách nào khác Mới dùng cách này Cho nên cái biện tài này Đối với mỗi người chúng ta mà nói Đều rất quan trọng Trong Kinh Lan Nghiêm nói rất hay Thời kỳ mạt Pháp, tà sư nói Pháp nhiều như các sông hằng. Tôi có một năm, rất sớm, khoảng chừng năm 77 hay là 78 gì đó. Rất sớm, tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Pháp sư Thường Hoài ở Hồng Kông nói với tôi, hồng kông có một bộ phận cơ đốc giáo gọi là đạo phong sơn họ làm công việc gì vậy chuyên tiếp đãi người xuất gia người xuất gia vào lúc đó sau khi đến hồng kông không có chỗ nương tựa không có chỗ ở thì họ tiếp đãi tiếp đãi vô cùng chu đáo cung cấp cho bạn thức ăn cung cấp chỗ ở hàng ngày đưa bạn đi chơi trong đó có phật đường bạn thấy họ rất rộng mở ở trong cơ đốc giáo có phật đường mỗi ngày bảo bạn lạy phật bảo bạn đi đọc kinh tiếp đại bạn tốt không thể chê được ai cũng có cảm tình qua hai ba tháng à cơ đốc giáo tốt phật giáo không được đào trà phật giáo ở không được pháp sư cũng chẳng thèm đếm xỉa tới đối đại với tôi tôi có việc tâm bằng cơ đốc giáo sau đó kinh cũng không đọc phật cũng không lạy nữa ừ đến giáo đường của họ thôi rất nhiều pháp sư đã hoàn tục và vào đạo của họ. Pháp Sư Thường Hoài nói với tôi về sự việc này. Tôi nói, việc đó hiếm có. Tôi nói, chúng ta đi xem thử. Tôi liền đến Đạo Phong Sơn để viếng thăm. Đi thăm viếng xem thấy trong đó có một số Pháp Sư đã mặc quần áo hoàn tục. Họ nói với tôi, cơ đốc giáo hết sức tự bi, hết sức bác ái. Vô cùng ca ngợi. Chủ nhân của Đạo Phong Sư đã tiếp kiến tôi đại khái cũng muốn khuyên tôi sau khi diễn thăm xong tôi nói tôi rất cảm ơn quý vị việc làm của quý vị làm rất tốt họ nghe xong thì cảm thấy không hứng thú cũng hơi ngớ ra sau đó tôi liền nói với họ tôi nói tôi thực sự cảm ơn quý vị không hề giả dạ dối các bạn đã khuyên những người xuất gia này hoàn tục tin cơ đốc giáo tôi rất cảm ơn quý vị chân thành cảm ơn đây là lòng chân thành của tôi Không hề giả dối Họ cũng có vẻ không tin Họ nói gì sao vậy Tôi nói Phật Pháp Truyền đến ngày nay Đã ba ngàn năm rồi Ở trong cửa Phật Cũng có tốt xấu lẫn lộn Cơ đốc giáo của các bạn Truyền đến ngày nay Cơ đốc giáo hôm nay là năm 1998 Sắp gần hai ngàn năm rồi những phần tử trong tôn giáo các bạn cũng chưa chắc đảm bảo là ai ai cũng đều tốt cũng có một số kẻ phản trắc điều này họ cũng đồng ý tôi nói số rác thử này của nhà phật chúng tôi tự mình không có cách gì thanh lý được các bạn giúp tôi quét trừ thanh lý sạch sẽ tất cả vì sao tôi không cảm ơn các bạn chứ đương nhiên cảm ơn bạn rồi tôi nói là phong Sơn của bạn là trạm chứa rác của nhà phật chúng tôi chỉ mấy lời của bạn liền dao động lòng người chúng tôi rồi thì người này không có tâm đạo. Không có tâm đạo thì không thể học đạo được. Bạn dọn sạch họ đến đây thì tuyệt quá. Tôi diễn tâm đạo phong sơn chỉ bảo họ. Bạn thấy tôi khen ngợi họ, tôi không hủy bán họ. Tôi nói họ làm tốt, tôi vô cùng cảm ơn bạn. Bạn thấy chúng ta hoan hỷ biết bao. Giải quyết những đề rất hoan hỷ để họ phải suy nghĩ. Việc làm lây chuyện của họ thu về những người đó đều là rác rưởi của nhà Phật tinh hoa của nhà Phật thì chẳng hề lây chuyển được. Nếu họ có thể tỉnh ra, sau này sẽ không làm đạm chứa rác nữa, không còn khuyên người xuất gia hoàng tục nữa. Cho nên nếu chúng ta nói thẳng, bạn đã tạo rất nhiều tội nghiệp, bạn làm như thế như thế đó, vậy thì họ rất hứng khởi, bạn xem chúng ta làm thành công rồi. Tôi vừa phân tích như vậy, tôi phân tích chân thật, không hề giải dối. Vì các bạn làm hoàn toàn không có công đức. Những phần tử bị thu hút về bên đó toàn là thành phần tính tâm không kiên cố của nhà phật tâm đạo không kiên cố mê hoặc điên đảo thấy lợi quên nghĩa số này là những phần tử không tốt các bạn nhận về rồi cho nên chúng ta cần có trí tuệ biện tài bạn có trí tuệ Thì bạn mới có thể thấy được rõ ràng Thấy được sáng suốt Lời nói của bạn mới có thể thật sự Giáo dục người ta Khuyên người Không nên tạo ác nghiệp Ác nghiệp tạo ra rồi Hậu quả không thể tưởng tượng nổi Có biện tài như vậy Thì cần phải cố gắng lợi dụng đó dùng ở chỗ nào thì thù thắng nhất phải chuyên tu chuyên hoàng đối với pháp môn này thì không gì thù thắng bằng tất cả chư phật như lai mười phương không có vị nào mà không hoằng dương bộ kinh này không có vị nào mà không giảng bộ kinh này không có vị phật nào mà không khuyên người niệm phật cầu sanh tịnh độ chúng ta có năng lực này thì tại sao không thay Phật làm sáng tỏ thêm. Bản thân chúng ta cũng thật sự được Phật quan gia trì. Đây mới là trí tuệ biện tài đích thực. Chúng ta phải khéo vận dụng, phải cố gắng học tập. Vị tiếp theo là Quán Vô Trụ Bồ Tát. đi là công phu đích thực đắc lực rồi những gì đã nói phía trước đều là điều kiện cơ bản chính như chúng ta học phật cũng đã học nhiều năm rồi cũng đã nghe rất nhiều kinh nhưng muốn hỏi thử công phu của bạn như thế nào phiền não của bạn giảm chưa trí tuệ của bạn có tăng trưởng không tư tưởng lời nói việc làm của bạn ác nghiệp có giảm hay chưa thiện nghiệp có tăng hay không những việc này thuộc về vấn đề của công phu người học phật chúng ta thành thật mà nói công phu không đắc lực cũng chính là nói phật pháp đã học rồi hằng ngày cũng đang niệm phật nhưng chưa chắc được giảng sanh chưa chắc chắn mà nói chắc chắn đó gọi là đại vọng ngữ tội nghiệp đó là đọa địa ngục a tỳ người chân thật đích thực phải nói lời thành thật chưa chắc chắn chưa chắc chắn chính là công phu không đắc lực. Phật ở chỗ này, bạn thấy tiếp theo dạy chúng ta, quán vô trụ. Quý vị thấy danh hiệu này, thì liền nghĩ đến Kinh Bát Nhã. Trong Kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. quán vô trụ chính là ưng vô sở trụ. Trước đi vào đời đường, tổ thứ sáu thiền tông đại sư huệ năng chính ở hai câu này trong kinh kim cang đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh cho nên quán là quán sát thế gian không phải bảo bạn nghĩ vừa nghĩ liền sai rồi nghĩ là gì vậy nghĩ là rơi vào trong ý thức quán không dùng ý thức thiền tông tham thiền vì sao gọi là tham gọi là tham cứu sao cũng nói là nghiên cứu nghiên cứu chưa thoát khỏi tâm ý thức cũng chính là ngày nay chúng ta nói chưa thoát khỏi tư duy tưởng tượng chúng ta thư nghĩ lại xem đó là thuộc về nghiên cứu đó là dùng tâm ý thức tham không dùng ý thức quán không dùng ý thức không dùng tâm ý thức gọi là quán dùng tâm ý thức thì không phải là quán thế nào gọi là không dùng tâm ý thức nào cái này không phải là dễ hiểu đâu trước tiên chúng ta phải hiểu tướng trạng của tâm ý thức là như thế nào tác dụng của tâm ý thức ra làm sao sau đó mới dần dần thể hội đó cái tâm này là a lại gia thức gieo chủng tử Ngày nay chúng ta gọi là để lại ấn tượng. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh với sáu trần đều để lại ấn tượng rất sâu, đều để lại ấn tượng là tác dụng của a lại gia. Chúng ta thấy sát nghe tiếng liền phân biệt. Phân biệt là tác dụng của thức thứ sáu. Do phân biệt mà chấp trước khởi tham ái sinh ra tình cảm gây nên phiền não thế là liền chấp trước kiên cố chấp trước là mạt na thức nếu chúng ta hiểu được điều này thì tổng thể cũng có thể hiểu được một ít những người tham thiền họ nghiên cứu kinh giáo người ta công phu thế nào mà có thể được tác lực họ không dùng tâm ý thức cũng chính là nói họ không phân biệt không chấp trước nghiên cứu kinh giáo cũng không phân biệt cũng không chấp trước không những không phân biệt không chấp trước không để lại ấn tượng vậy thì cao minh nghiên cứu kinh giáo là như thế nhưng trong cuộc sống thường ngày cũng là như thế xử sự ứng xử với người với công việc với sự vật đều không phân biệt đều không chấp trước đều không để lại ấn tượng cho đến việc mặc áo ăn cơm cho nên thiền tông quý vị có lẽ nghe nói Ý nghĩa không phải hiểu Nghe nói trà Triều Châu Hòa thượng Triều Châu Người ta đến thăm Ngài uống trà đi Ngài chỉ có một câu này Đã độ hóa tất cả chúng sanh Bạn không nên cho rằng Uống trà đi Được bạn đi xếp ly trà thật Để uống trà Câu uống trà đi đó của Ngài Chính là bảo bạn Trong cuộc sống thường ngày trong việc ăn uống sinh hoạt không để lại ấn tượng không phân biệt không chấp trước có thứ nào mà chẳng phải là thiền có thứ nào mà chẳng phải là công phu chỉ cần ở trong tất cả pháp không phân biệt không chấp trước không để lại ấn tượng chính là vô trụ mới có một chút phân biệt chấp trước thì tâm của bạn liền có trụ có trụ là hỏng rồi có trụ thì sinh phiền não sẽ khởi chướng ngại vô trụ mới tương ưng với pháp tánh vì sao nhất định phải vô trụ vậy không phải phật yêu cầu người một cách vô lý vì vô trụ tương ưng với chân tướng sự thật có trụ thì trái với chân tướng sự thật Chính là phía trước chúng ta đã nói Thiện tư duy Vô du trụ là thiện tư duy Có trụ là bất thiện Trong Kinh Kim Cang nói rất hay Bạn xem Phật nói Quá khứ tâm bất khả đắc Hiện tại tâm bất khả đắc vị lai tâm bất khả đắc Ba tâm bất khả đắc Nói rõ Cái tâm năng đắc không thể được Cái tâm năng đắc chẳng thể được Nếu bạn cho rằng có đắc Thì là giả Không phải thật Cảnh giới bên ngoài là cái bạn sợ đắc Trong kinh nói rất rõ Dạng pháp duyên sanh Ngay cả Phật Pháp cũng là duyên sanh cho nên không chấp trước Phật Pháp. Phật nói, Pháp còn phải buông, huống hồ phi Pháp, Pháp đó là Phật Pháp. Phật Pháp tại sao phải xả vậy? Vì Phật Pháp là Pháp duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh. Pháp là Pháp do nhân duyên sanh. Thì ngay thể đều là không, không thể có được. Bạn thấy, sợ đắc cũng chẳng thể được. Hai bên năng sở đều chẳng thể được. Thì làm sao bạn có thể trụ? Trụ có nghĩa là đắc. Cho nên tâm bạn vừa có trụ Là sai rồi Chúng ta ngày nay Đối với dạng sự dạng pháp Phật dạy chúng ta phải tùy duyên Tùy duyên là tự tại Sao cũng được Có cũng tốt Không có cũng tốt Đều được đại tự tại Tuyệt đối không có một tí ý niệm được mất, không có một chút ý niệm lý bỏ, đối tất cả pháp không lấy, không bỏ, không được, không mất, đi gọi là vô trụ. Từ đó cho thấy vô trụ chính là biết bàn. Công phu vô trụ đạt đến cực điểm chính là cảnh giới đại biết bàn. Ở trong tâm học Giới định huệ mà nói Đi thuộc về định công Thiền định rất sâu Định phải có huệ Nếu định mà không có huệ Thì định này vô dụng Không khởi tác dụng Định nhất định phải có huệ Huệ là gì vậy? Sinh tâm Tuy sinh tâm Nhưng vẫn vô trụ Vậy mới là cao minh Sinh tâm và vô trụ là một việc, không phải là hai việc. Nếu như bạn nói sinh tâm làm trở ngại vô trụ, vô trụ trở ngại sinh tâm, đây là quan niệm của người thế gian chúng ta. Cũng là hiện tượng thật của người thế gian. Ví dụ công việc quá bận rộn quá nhiều việc, thù tiếp quá nhiều, làm trở ngại tâm thanh tịnh của tôi, tôi phải tu tâm thanh tịnh phải nên xa rời tất cả những công việc đó cái gì cũng không cần hỏi tôi mới có thể đạt được tâm thanh tịnh bận rộn đến như vậy mà bảo tâm phải thanh tịnh Vì thì khó quá việc này làm không được nhất định phải làm được vì sao vậy biết rằng tướng là giả thể là không tướng giả thì có bận rộn hơn đi nữa vẫn là giả làm gì có chướng ngại lý sự vô ngại sự sự vô ngại đó chính là cảnh giới hoa nghiêm vào được cảnh giới không chướng ngại công phu như vậy thọ dụng như vậy đây là thọ dụng chân thật hoàn toàn tác lực ở quán vô trụ quan sát tất cả pháp thế xuất thế gian không vô sở hữu phật nói trong kinh mộng huyễn bào ảnh như lộ như điện phật dạy chúng ta thường quán sát như vậy đi chính là tu quán vô trụ và có thể thường xuyên như vậy quan sát tất cả pháp thế xuất thế gian thì bạn chính là quán vô trụ bồ tát công phu của bạn làm sao không đắc lực được công phu niệm Phật đắc lực thì dứt khoát được sanh tịnh độ. Hơn nữa, phẩm vị nhất định cũng rất cao. Không ở trung hạ phẩm. Cho nên, việc này rất quan trọng, rất quan trọng. Bạn có được loại công phu tu hành này. Trên đề kinh đã nói, tổng cương lĩnh tu hành bạn có thể đạt được tổng cương lĩnh này chính là thanh tịnh bình đẳng giác ngày nay chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác không đạt được chính là lo được lo mất có tâm được mất có tâm lý bỏ còn có tâm nghiêm trọng hơn đó là tham sân si mạng còn có tâm cống cao đố kỵ vậy thì hỏng rồi đây là chướng ngại lớn nhất cho việc tu hành trong đời này của chúng ta. Trước đây chúng ta ở nơi này đã từng dùng thời gian 4 tháng để giảng bộ Kinh Kim Cang. Những bằng ghi âm này hiện nay cũng đang lưu hành. Vì sao phải giảng bộ Kinh này vậy? Thực tình nói, chính là quan sát rất nhiều bạn đồng tu niệm Phật công phu không đắc lực, không thể buông xả cho nên giảng bộ kinh kim cang giúp mọi người biết rõ mà buông xả. Hy vọng công phu niệm phật của chúng ta được thành tựu. Không thể được nhất tâm bất loạn thì chí ít phải được công phu thành khối. Chúng ta quyết định có thể giảng sanh đến được cõi phàm thánh đồng cư. việc này kim can bát nhã có sự giúp ích rất lớn đối với chúng ta ở trong quán vô trụ bồ tát còn có một tầng ý nghĩa sâu hơn là vô trụ nhất định phải sinh tâm nếu như vô trụ không sinh tâm chính là thế tôn quở trách hàng dị thừa trốn vào niết bàn chỉ có tự lợi mà không thể lợi tha tự lợi không lợi tha cũng không tệ cũng rất khó được không hề sai thế nhưng các vị nhất định phải hiểu không lợi tha thì tánh đức của bạn không được viên mãn hãy nói cách khác nhất định phải sinh tâm nhất định phải đem sinh tâm và vô trụ hợp lại thành một không được phân thành hai phân thành hai bạn chỉ chứng đắc được một nửa quyết định không viên mãn cho nên nhất định phải sinh tâm cái mẫu này bạn thử xem chúng ta lấy kinh hoa nghiêm làm ví dụ để nói trong kinh hoa nghiêm những vị bồ tát này lấy địa vị thấp nhất là viên giáo sơ trụ bồ tát địa vị công phu tu chứng của các ngài đã ở vào cảnh giới không phân biệt không chấp trước tất cả pháp thế xuất thế gian Họ không chấp trước Họ ra khỏi Sáu cõi luân hồi Không phân biệt Họ ra khỏi mười pháp giới Phân biệt chấp trước Đã thật sự Dứt sạch rồi Thật sự Thâm nhập vô trụ Ưng vô sở trụ Họ đã đến Nhất chân pháp giới Nhất chân pháp giới Chính là pháp giới vô trụ Chính là pháp giới Ưng vô sở trụ Họ xin đến nơi đó là sơ trụ Bồ Tát nếu chứng đến quả vị viên mãn hướng lên còn có 41 giai đoạn. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, đến diệu giác với thành Phật. Còn có nhiều gì thứ như vậy? Nhiều gì thứ như vậy thì cách tu thế nào? Sinh tâm. Bạn không sinh tâm, thì bạn có thể đạt đến Phật, cứu cánh viên mãn. Sinh tâm gì vậy? sinh tâm hóa độ tất cả chúng sanh. Loại hóa độ đó, như Kim Kim Cang đã nói, độ vô lượng vô biên chúng sanh mà thật không chúng sanh nào được độ. Độ vô lượng vô biên chúng sanh là sinh tâm. Thật không có chúng sanh nào được độ là vô trụ. Là một, không phải hai. Một câu đầy áp dụng mà nói Chính là 53 tham học của Kinh Hoa Nghiêm 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm Gọi là trải sự Luyện tâm Lịch là trải qua cảnh giới nào cũng đều phải trải qua Thảy đều phải trải qua Phải hòa quan Đồng trần với tất cả chúng sanh Phải hòa chung với họ Không có phân chia luyện tâm, luyện cái gì vậy? luyện thanh tịnh, bình đẳng, giác. trải sự luyện tâm. nếu bà không trải qua trên sự tướng, thì tất cả thành tựu bạn nói không đáng tin. quý vị hãy đi xem thử trúc sông tùy bút của liên trì đại sư. Đi là bút ký của Tổ sư. Trong Trúc Sông Tùy Bút, có một điều, ở chỗ nào tôi cũng không nhớ rõ. Đi là sách tôi xem ba mươi mấy năm trước, còn có một chút ấn tượng thôi. Trong đó có đưa ra một chuyện, khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc. Có một lần có một Pháp sư đến chiến thăm đại sư liên trì đại sư liên trì liền bịa ra một chuyện kể cho ông ta câu chuyện này chính là chuyện kể có một người tu hành sống ở trong núi sâu mấy mươi năm công phu thành tựu rồi sống mấy mươi năm trong núi sâu giới luật tinh nghiêm định công rất sâu có một lần người trong thành phố gặp được pháp sư họ rất ngưỡng mộ vị pháp sư này dưới luật đạo hạnh của pháp sư này họ rất khâm phục ông ở trong khu nội thành nơi náo nhiệt xây một giảng đường mời pháp sư xuống núi để hoàn pháp sau khi pháp sư xuống núi không được bao lâu đời sống phồn hoa nơi thành thị ngày đều bị tiêm nhiễm tất cả tham sân si mạng đều hiện ra đạo tâm cũng không còn Định cũng mất sạch rồi Vô cùng đáng tiếc Vị Pháp Sư này liền đến thịnh giáo với Đại Sư Liên Trì Đó là gì nào vậy? Đại Sư Liên Trì nói Chính là ông anh Chính là nói ông ấy Nói rõ Bạn tu hành ở trong núi sâu Chưa trải qua sự tôi luyện Ở trong hồng trần này Thì không tính đến từ xưa đến nay, bao nhiêu người tu hành ở trong núi có thành tựu, vừa xuống núi là tiêu liền, toàn bộ đều hủy sạch. Chúng ta thường nói, không vượt qua được khảo nghiệm. Cho nên Phật nói hoa sen, không phải nói hoa sen nở ở trong nước. Cái đó có gì hiếm lạ đâu. Hoa sen mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói là hoa sen nở ở trong lửa. Đây mới là hiếm lạ, mới trân quý, Lửa là tiêu biểu cho năm dục sáu trần. Ở trong năm dục sáu trần mà thanh tịnh vô nhiễm, vậy là thành công. Cho nên, vô trụ sanh tâm, đi là Phật Pháp cao cấp ở trong Phật Pháp. Người bình thường chúng ta có thể học vô trụ, không nên học sinh tâm. Chúng ta vẫn phải chia nó ra thành giai đoạn. Sau khi thực sự được vô trụ thì trải sự luyện tâm tiếp chưa đến được cảnh giới vô trụ thì việc này làm không nổi vừa làm là có vấn đề ngay việc này ở đây thuận tiện khuyến khích động tu ở trong quán vô trụ Bồ Tát hàm chứa nghĩa sâu vô trụ sinh tâm sinh tâm vô trụ chúng ta đảo ngược lại chữ này để đọc thì ý nghĩa mới đọc ra được vô trụ sinh tâm sinh tâm vô trụ ý nghĩa liền xuất hiện đây là chân thật có trí tuệ đích thực có định lực vượt qua được khảo nghiệm khi chưa vượt qua được khảo nghiệm chúng ta phải tránh không nên để cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu chúng ta nếu như thật sự có định lực thật sự có công phu thì có thể không cần tránh né vì sao vậy chúng ta có thể chuyển cảnh giới cảnh tùy tâm chuyển chúng ta sẽ không bị nó chuyển chúng ta có thể chuyển cảnh giới gì thì được tự mình không thể chuyển cảnh giới thì quyết định phải tránh người mới học phật đã xây dựng cho chúng ta rất nhiều quy củ nhất định phải tuân thủ tại sao vậy vô tri cũng như ở trường dạy học vậy bạn thấy đấy quy củ ở tiểu học là rất nhiều thì giáo đôn đốc rất nghiêm khắc lên trung học thì hơi nới một chút lên đại học thì càng mở rộng hơn đến nghiên cứu thì không có ai quản lý bạn tại sao vậy bạn đã trưởng thành có trí tuệ, bản thân bạn có thể tự chăm sóc chính mình, không cần người khác quản lý. Càng là Phật Pháp cao cấp thì càng rộng mở. Phật Pháp cấp càng thấp thì càng bảo thủ. Tiểu thừa thì giống tiểu học. Quy củ quản lý rất nghiêm khắc, một tí sai lầm cũng không được phạm. Phật Pháp đầy thừa thì đã mở rộng rất nhiều. Bạn có định, có huệ. Không cần người ta quản lý bạn như thế nữa. Pháp thế gian như vậy, thì Phật Pháp cũng như vậy. Ở trong nhất chân Pháp giới, dứt khoát không có ai quản lý bạn, quyết định không có ai can thiệp đến bạn. Người ta, mọi việc đều như Pháp. Như Phu Tử đã nói, thất thập tùng tâm sở dục nhi bất du cũ. Đi là khổng Phu Tử tự mình nói ra cảnh giới của Ngài. Sau 70 tuổi thì tùy theo tâm ý của mình. Mọi cử chỉ đều hợp với phép tắc, hợp với lễ độ. Vì là cao minh. Cho nên, Pháp thân đại sĩ chính là tùng tâm sở dục. Hoặc là chúng ta nói tùy tâm sở dục nhưng họ đều không trái với pháp tánh hoàn toàn tương ưng với tánh đức đây mới gọi là pháp thân đại sĩ hai câu này chính là trong kinh hoa nghiêm mà đại sư thanh lương đã nói cảnh giới sự sự vô ngại không chướng ngại kinh này không hề khác với kinh hoa nghiêm nghĩa kinh của hoa nghiêm đều ở trong kinh này lại xem tiếp vị phía sau thần thông hoa bồ tát chân thật chứng được vô trụ sinh tâm thật sự chứng đắc vô trụ quán vô trụ rồi thần thông hoa thực tế mà nói chính là sinh tâm nhất định phải sinh tâm đã vô trụ thì phải phát tâm phổ độ chúng sanh phổ độ chúng sanh có làm cỡ ngại cảnh giới thanh tịnh tịch diệt của chính mình không không trở ngại tuy là một ngày từ sáng đến tối cùng chung sống với chúng sanh sinh hoạt chung với nhau nói chuyện đời chuyện đạo biểu diễn mọi thứ nhưng cuộc sống mà chính họ trải qua vẫn cứ thanh tịnh tịch diệt không có mảy may thay đổi cũng chính là tự thọ dụng là thanh tịnh vậy Họ thọ dụng là không ngừng đang chuyển động Danh hiệu của hai vị Bồ Tát này hợp lại Chính là hình tượng mà nhà Phật chúng ta thường hay dùng là mắt Pháp Luân Pháp Luân thường chuyển Thần Thông Hoa là Luân Ở nơi đó chuyển động không ngừng Vô trụ là tâm của Luân Dinh diệt bất động tâm vòng tròn bất động còn vòng tròn thì luôn động bạn thấy ý nghĩ này rất viên mãn chư phật bồ tát như vậy chúng ta ngày nay muốn học cũng chính là học như vậy làm thế nào khiến cho thân chúng ta thân khẩu của chúng ta ở trong thế gian này giúp ích tất cả chúng sanh. Giúp sức tất cả chúng sanh mà tâm chúng ta như như bất động. Trong Kinh Bát Nhã nói Tam Luân Thị Không Không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng. Đây là trong Kinh Kim Gan nói. Không dính tướng ta, không dính tướng người, không dính vào tất cả các tướng của sự nghiệp, mà mình đã làm, tuy gọi là không chúng sanh tướng, đó chính là làm đến được vô trụ. Sự việc không làm ít, mỗi ngày đều làm, vẫn làm không hề ngừng nghỉ. Đó chính là sinh tâm, chính là thần thông hoa biểu hiện ở chỗ này. Đoàn kinh văn phía sau này của chúng ta, du bộ thập phương, hành quyền phương tiện là ở trang này chúng ta đếm ngược lại hàng thứ hai. Hai câu kinh văn này Có thể dùng để giải thích Ý nghĩa những việc đã làm Của Thần Thông Hoa Bồ Tát Thần Thông hai chữ này Ngày nay xã hội đại chúng Rất nhiều người hiểu lầm Cho rằng những sự việc thật kỳ quái Thì gọi là thần thông giải thích vậy là sai rồi. Thông là thông đạt. Đi là trí tuệ. Tất cả sự việc thế xuất thế gian không có gì mà không hiểu rõ, không có gì mà chẳng biết. Đi gọi là thông. Thân là tỷ dụ. Tỷ dụ năng lực này của bạn vượt hẳn người bình thường. Thần kỳ khôn lường người khác không thông đạt còn bạn đều có thể thông đạt cho nên gọi đó là thần thông hai chữ thần thông này là phải giải thích như vậy hoa là tỷ dụ tỷ dụ gì vậy tỷ dụ tu nhân bạn thấy thực vật trước nở hoa sau kết quả hoa nở được tốt nhân tốt thì tương lai sẽ kết quả tốt. Cho nên trong kinh, Phật thường hay dùng hoa để đại biểu cho lục độ dạng hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát phải tu lục độ dạng hạnh, ứng hóa, chứng Phật quả, đại niết bàn. Du bộ thập phương, hành quyền phương tiện đó chính là vô điều kiện không phân biệt không chấp trước phổ độ tất cả chúng sanh bồ tát ở chỗ này tùy loại hóa thân như trong phẩm phổ môn đã nói nên dùng thân gì để độ được thì ngài liền hiện thân đó cần phải nói pháp gì cho chúng sanh thì ngài liền nói pháp ấy Không có pháp nhất định có thể nói Cũng không có thân phận nhất định có thể dựa vào Không có Tuy loại hiện thân Tùy theo ý niệm của chúng sanh mà thuyết pháp Đây gọi là thần thông hoa Chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh mà diễn nói đủ thứ, nhưng mục tiêu, phương hướng chỉ có một, giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Nhà Phật chúng ta thường nói, giúp chúng sanh phá mê, khai ngộ, liều khổ được vui, đây là tổng phương hướng, tổng mục tiêu. chúng ta chịu phát tâm sau khi được tâm thanh tịnh là chịu giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ tất cả chúng sanh chủ yếu nhất là phải làm tấm gương tốt cho người ta xem. Vì người diễn thuyết diễn là biểu diễn. Biểu diễn không phải đi hát tuồng. Biểu diễn chính là ngay trong đời sống thường ngày chúng ta trong đời sống thường ngày, khởi tâm đồng niệm, lời nói, việc làm đều dựa vào trong kinh mà làm. Phải đem bộ kinh này, đạo lý trong đó, phương pháp trong đó, cảnh giới trong đó biểu diễn ra trong đời sống thường ngày của chúng ta, diễn bày ra. Hay nói cách khác, đời sống của chúng ta chính là kinh vô lượng thọ, kinh vô lượng thọ chính là đời sống của chúng ta chúng ta hợp lại với kinh vô lượng thọ thành một đây gọi là diễn diễn không một chút tạo tác không một tí dấu vết hay nói cách khác bạn trải qua đời sống chính là đời sống của phật vô lượng thọ trải qua đời sống của phật vô lượng thọ bạn muốn hỏi bạn có thành phật không đương nhiên thành phật rồi thế còn có gì để nói hay không từng câu từng chữ trong kinh đều tương ưng với khởi tâm đồng niệm trong đời sống thường ngày của chính mình bạn mới chân thật khế nhập vào biển nguyện di đà đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh với phật a di đà bạn không giảng sanh thì ai giảng sanh đây? Tự nhiên có thể vỗ ngực, tôi chắc chắn giảng sanh, thượng thượng phẩm giảng sanh. Người người đều làm được. Mọi người phải nỗ lực. Phải thật sự chịu làm. Không nên bỏ lỡ cơ duyên trước mắt quá tốt của đời này. Thế thật là đáng tiếc. Phía sau, quan Anh Bồ Tát. Đây là Quang minh Ánh phát Phía sau Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tán thán Phật A Di Đà Là Quang Trung Chi Dương Trong lúc giảng giải Tôi cũng thường hay Khích lệ đồng tu Chúng ta học Phật biển hiệu rất quan trọng. Cái gì là biển hiệu vậy? Cái tướng này chính là biển hiệu. Chúng ta nói Phật Pháp tốt, tốt thế nào? Mặc bây gì mà tối thui? Thế người ta vừa thấy học Phật sẽ ra dáng vẻ như vậy. Thì làm sao người ta có thể tin được chứ? Học Phật rồi, biển hiệu của chúng ta tốt. Toàn thân, phóng quang, tinh thần sung mãn người ta vừa thấy học phật tốt thật vậy mới được do đó không tiếp xúc chúng sanh thì hình tượng chẳng quan trọng tiếp xúc với quần chúng rộng lớn thì hình tượng là quan trọng hơn hết người ta vừa tiếp xúc hình tượng này của bạn điều trước tiên là có thiện cảm với bạn bạn thấy người thế gian nếu như nói là hình tượng tốt ở trong kinh phật chúng ta dạy chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật phải hoài nhang ái ngữ ấn tượng tốt thì làm việc gì cũng đều rất thuận lợi người giúp đỡ rất nhiều thông thường nói quý nhân của bạn rất nhiều quý nhân ở đâu đến vậy hình tượng tốt bạn liền sẽ cảm thấy được rất nhiều quý nhân giúp đỡ bạn hình tượng không tốt người ta vừa thấy liền ngoảnh mặt đi lơ. Hình tượng này là xuất phát ra từ trong sự tu trì đích thực. Không phải giả dờ. Không phải nói, tôi phải lên một giảng kinh, nên cần phải trang điểm một chút. Đó là hình tượng giả, không phải thật. Hiện nay tại Đài Loan, có một kinh truyền hình mời tôi đến giảng để ghi hình. Khi ghi hình nói, Pháp Sư phải dùng chút phấn trang điểm một tí không làm tôi không làm việc này họ nói rất nhiều pháp sư linh mục giảng đều phải trang điểm họ trang điểm mặt họ tôi không trang điểm nếu bạn bảo tôi trang điểm thì tôi thà không đinh dạng ngày đây chúng ta biết rằng trong màn ảnh tivi đều đeo mặt nạ cả không phải đồ thật sau khi lấy đi mặt đã đó của họ thì xấu lắm chúng ta phải phát ra từ trong nội tâm rất tự nhiên đây là đồ thật chính chúng ta được hưởng thụ chân thật chúng ta cũng dứt khoát không lừa dối chúng sanh lừa dối chúng sanh là chúng ta có tội nếu chúng ta trang điểm lên màn ảnh chúng ta có tội Tại sao vậy? Lừa dối chúng sanh. Việc này không nên làm. Cho nên, quan Anh Bồ Tát ở chỗ này biểu thị ý nghĩa rất sâu. Hình tượng cá nhân của chúng ta phải tốt. Hình tượng đoàn thể của chúng ta cũng phải tốt. Đoàn thể là tăng đoàn. Tăng đoàn bốn chúng đệ tử đều là tăng đoàn ngày nay mọi người vừa nghe nói đến tăng đoàn đều nghĩ đến người xuất gia không hề nghĩ đến người tại gia tăng trong tiếng phạn là tăng già nghĩa gốc của tăng già chúng ta nhất định phải hiểu nghĩa gốc của nó là hòa hợp chúng chúng là nghĩa gì vậy dùng cách nói hiện đại mà nói chính là đoàn thể hội quần chúng trong xã hội hội quần chúng rất nhiều hội quần chúng này có thể tuân thủ lời giáo huấn của phật tu sáu giới điều giới điều sáu phép hòa thì đoàn thể này gọi là hòa hợp chúng thì gọi là tăng già chính là tăng đoàn cho nên tăng đoàn không nhất định là người xuất gia trong kinh phật nói bốn người trở lên người tại gia cũng được bốn người tại gia như các bạn ở nhà có gia đình bạn có con cái hoặc là cha mẹ nhà bạn có bốn người bốn người có thể tu sáu phép hòa kính thì gia đình này của bạn chính là tăng đoàn. Bạn buôn bán mở tiệm. Ở tiệm, ông chủ và nhân viên có bốn người trở lên. Tất cả đều tuân thủ lời giáo huấn của Phật, tu sáu phép hòa kính. Thì tiệm này của bạn chính là tăng đoàn. Ở trong đã là hòa hợp chúng, thì nhà của bạn chính là đạo trang. Cái tiệm này của bạn cũng là đạo trang. chư phật hộ niệm long thiên ủng hộ cho nên hòa hợp chúng này hoàn toàn không chỉ dành riêng cho người xuất gia tuy không dành riêng cho người xuất gia nhưng người xuất gia phải cùng tất cả đoàn thể khác thậm chí tất cả hội quân chúng hòa hợp phải làm mẫu mực phải làm tấm gương tốt để những hội quân chúng khác đều có thể bắt chước làm theo học tập theo chúng ta thế là bạn thành công ý nghĩa này chúng ta phải hiểu rõ phải ghi nhớ ở trong nhà phật những hiện tượng này chúng ta phải thực sự xem trọng vì ngày nay hầu như cả thế giới chúng ta đến bất kỳ một nơi nào gặp được đại chúng xã hội khi nhắc đến đều nảy sinh sự hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng đối với phật giáo chúng ta Việc này rất tai hại. Sự hiểu lầm như vậy đã dẫn đến sự coi thường. Họ xem chúng ta là tôn giáo. Hơn nữa, ở trong tất cả tôn giáo, họ xem chúng ta rất thấp. Chúng ta là đa thần giáo. Thần gì cũng lại. Phím thần giáo. Tôn giáo cấp thấp. Tôn giáo cấp cao chỉ có một thần thần minh vô thượng chỉ có một tôn giáo cấp thấp không biết cái gì cũng lạy xem chúng ta là tôn giáo cấp thấp bạn thấy có quan ủ hay không ai đã tạo nên hiệp tự xã hội này ta tạo nên không nên trách người ta ta chưa làm hết trách nhiệm của một người đệ tử phật ta chưa thể giải thích rõ ràng diễn thuyết sáng tỏ với mọi người về chân tướng của phật pháp cho nên dẫn đến sự hiểu lầm của mọi người như vậy tội lỗi ở chính mình không ở người khác ta cần phải nên sám hối phải rửa sạch tội lỗi của mình ta phải nghiêm chỉnh nỗ lực tu hành. Ta phải cố gắng đem chân tướng sự thật của Phật Pháp nói rõ ràng, nói minh bạch với tất cả đại chúng. Hơn nữa, chúng ta phải làm tấm gương tốt để cho người ta nhìn thấy. Đây chính là biển hiệu của chúng ta. Đây chính là điều mà quan Anh Bồ Tát muốn đại biểu. Đạo tràng chúng ta là chuẩn mực của hội quần chúng toàn thế giới hội quần chúng nhỏ nhất là gia đình hội quần chúng lớn nhất là quốc gia quốc gia cũng là hội quần chúng nó có tổ chức chúng ta ở trong tất cả hội quần chúng tạo nên tác dụng mô phạm trong hội quần chúng này không có danh vọng lợi dưỡng không có nhân ngã thị phi không có lợi hại được mất hội quần chúng thanh tịnh thân tâm chúng ta thanh tịnh không nhiễm một trần ý nghĩ việc làm đều là lợi ích xã hội quảng đại quần chúng chẳng phải chúng ta hàng ngày chỉ nói suông nói suông là không được bạn phải thật sự làm được phải nỗ lực thực hành khiến chư phật như lai một khối này đích thực là miễn hiệu chữ vàng chiếu sáng khắp nơi thì chúng ta sẽ không hổ thẹn là đệ tử phật đốn luân tần phân chúng ta đích thực làm được rồi Cho nên hôm nay Đạo tràng tịnh tông học hội của cư sĩ Lâm Làm được rất tốt Các đạo tràng khác chúng tôi cũng đã thăm qua Hai đạo tràng này chúng ta tương đối quen thuộc Mỗi ngày có người niệm Phật Mỗi một ngày đều có người ở đó giảng kinh Đạo tràng này mỗi ngày giảng kinh Nếu như ba năm không gián đoạn Thì sẽ có tác dụng ảnh hưởng nhất định đối với xã hội. Mỗi ngày giảng, mỗi ngày giảng 2 giờ, không đủ. Thế nhưng hiện nay xã hội này, 2 giờ là rất cần thiết. Đương nhiên, ngày nay chúng ta đã hướng đến khoa học kỹ thuật cao chúng ta ghi hình tại hiện trường đã được phát sóng lên truyền hình vệ tinh ở rất nhiều vùng quốc gia, khu vực trên thế giới đã được lưu thông trên mạng Internet. Cho nên các vị không nên xem thấy giảng đường này của chúng ta ngồi đầy người khoảng một hai ngàn người. Trên thực tế, số người tham gia Pháp hội này với chúng ta không biết là gấp bao nhiêu lần bao nhiêu người đang lên mạng bao nhiêu người đang ngồi trước màn hình tivi đều nhìn thấy hiện trường của chúng ta cũng như pháp hội này của thế tôn bồ tát mười phương thế giới số người mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy so với số người mà mắt thường chúng ta nhìn thấy không biết là nhiều gấp bao nhiêu lần đi là chỗ giống nhau cho nên chúng ta thật sự là đệ tử phật thì chúng ta phải xây dựng đạo tràng đúng pháp đạo tràng chân thật đúng pháp tôi cũng đã nói rất nhiều khi thế tôn còn tại thế đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta Bạn thấy nơi Phật giảng kinh đạo tràng thành dương xá, đạo tràng tinh xá kỳ diên. Đó là Phật ở nơi đó giảng kinh, giảng tương đối nhiều một chút. Tất cả những đạo tràng này, chủ nhân đều là quốc dư đại thần trưởng giả giàu có họ tạo nên tất cả những sự vụ trong đạo tràng cũng do họ quản lý thỉnh phật đến đây đi giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh tăng đoàn không hỏi những việc tạp vụ này ở trong tăng đoàn chỉ làm việc đạo dạy học khi không giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng thì đội bộ nghiên cứu thảo luận tiêu trừ tất cả nghi hoặc để nâng cao cảnh giới của mình bình thường mọi người cũng làm việc này cho nên Tôi vô cùng kính ngưỡng Những cách làm năm xưa Của Thế Tôn Cho nên đạo tràng Cần phải để cư sĩ quản lý Người xuất gia Tiếp nhận sự lễ thỉnh của cư sĩ Tứ sự cúng dường Để hoàn pháp lợi sinh tuyệt đối không can thiệp vào những việc linh tinh. Có một số người xuất gia không yên tâm. Đạo tràng này tôi không có chủ quyền, chẳng bay một ngày nào đó họ không vui sẽ đuổi tôi đi, thì làm sao? Cái điểm này, bản thân bạn không có tính tâm, cũng chẳng trách bạn. Tại sao vậy? Bạn không có đạo, xưa nay tổ sư thường nói chỉ sợ không có đạo không sợ không có chùa bạn thật sự có đạo thì đạo tràng nào muốn cầu bạn cũng cầu không được nơi này không cần bạn thì nơi kia cũng chấp tay quỳ lầy để cầu bạn bạn sợ cái gì nào chỉ sợ là không có đạo đạo tràng này không cần bạn thì đạo tràng kia cũng không cần bạn thì bạn cùng được nếu như bản thân bạn xây đạo tràng thì quyền sở hữu đạo tràng này là của chính bạn thư hỏi bạn bạn ra khỏi cái nhà nào bạn đã hồi da rồi bạn vừa ra khỏi cái nhà nhỏ của bạn liền đeo gông lên cái nhà lớn rồi sai rồi sai lầm lớn cho nên chúng ta không cần đạo tràng không cần nơi chốn nếu quả thật Không có người lễ thỉnh Ây da Thì ngày tháng này thật thoải mái Trải qua thật an vui Nên càng vui hơn Bạn thấy Bây giờ liệu trại giả ngoại Thật lý tưởng Phía dưới đều có tấm lót côn trùng cũng không vào được Vì kéo kéo rất kín Một cái liều trại nhỏ Đến nơi cạnh núi sông Hữu Tình Tôi đến ở đó ngủ Bạn thấy thoải mái cỡ nào Ta cần đậu tràng để làm gì Quả thật dưới gốc cây ngủ một đêm phật thích ca mâu ni vào thời đó tối ngủ gốc cây không có đồ đắp nửa ngày ăn một bữa dưới gốc cây ngủ một đêm bạn nói đời sống kiểu này đời sống của thần tiên tại sao chúng ta không trải sống đời sống này tại sao lại tạo ra những gông cùng khóa chặt nhiều như vậy khiến bạn vĩnh viễn không thoát khỏi sáu cõi luân hồi làm chuyện ngu dốt vậy còn hô to đắc ý há chẳng phải mê hoặc điên đảo sao cho nên trong tâm phải buông bỏ nó cho thật sạch sẽ tôi vẫn cứ chủ trương đạo tràng để người tại gia quản lý thậm chí người xuất gia chúng ta danh cũng không dính buông thật sạch sẽ. Không còn một chút phiền phức nào cả. Không tạo tội nghiệp. Tịnh Tông Học Hội và Cư Sĩ Lâm chính là một tấm gương tốt. Các vị thật sự có tài, có đức, muốn phát tâm. Bạn thấy những cư sĩ này, tâm chân thành đến cúng dường. Nếu chúng ta không cố gắng nỗ lực, thì sẽ có lỗi với họ, chúng ta nghiêm túc nỗ lực họ không muốn để bạn đi mong muốn bạn ở lại đây hy vọng bạn ở lại đây để thường giảng kinh làm sao mà để bạn đi được chứ cho nên chúng ta thật sự thể hội được đạo là quan trọng thật đúng là không sợ không có chùa chỉ sợ không có đạo đạo quan trọng hơn chùa nhiều chùa không quan trọng những lời này của cổ nhân là danh ngôn chi lý chúng ta phải luôn khắc ghi trong lòng cố gắng y giáo phụng hành đạo tràng thì chúng ta hy vọng cư sĩ hiền hộ chân thật có cư sĩ hiền hộ đích thực có cư sĩ thiện tư duy họ sẽ xây đạo tràng đến lễ thỉnh cúng dường người xuất gia đến đây tu hành và hoàng đạo công đức hoàng hộ được phát huy hết mức bốn chúng là một nhà bạn thấy cái biển hiệu này hào quang muôn trượng chiếu khắp đất trời chúng ta đã dán dàng lên mặt cho phật đây là công đức chân thật vô lượng vô biên cho nên tôi khích lệ các bạn đồng tu tại gia xây đạo tràng một người có khả năng thì một người xây một người không có khả năng thì tập hợp những người có cùng chí hướng lại với nhau mà xây mình căn cứ theo quy tắc pháp lệnh bình thường trong xã hội hiện tại. Cố gắng kinh doanh, cố gắng tốt, làm công việc hoàn pháp lợi sanh. Đầu óc của người hiện đại quả thật mà nói. Đều mê tích vào trong chuyện tiền bạc Tiền đồng trước đây ở giữa có cái lỗ Đều mê vào trong cái lỗ đó Thật đáng thương, thật đáng thương. Bất kể làm việc gì, điều đầu tiên nghĩ đến là tiền. Tôi xây cái đạo tràng này. Tiền ở đâu mà có? Đạo tràng xây xong rồi, phải chi phí, phải gìn giữ. Tiền này kiếm ở đâu ra? Toàn là nghĩ đến tiền. Nghĩ đến tiền thì thật đáng thương. Hôm qua, Tịnh tông học hội Malaysia có năm vị đại biểu đến thăm tôi họ nói với tôi về một số tình hình của hội ở bên đó đặc biệt nói rõ một điều với tôi trong chương trình hiện tại của họ họ cắt bỏ hội phí của hội viên rồi họ nói nghe tôi giảng kinh trong những băng ghi âm họ hiểu rõ sự việc này nhất định phải công tạo mảy may áp lực nào lên tín đồ Đạo tràng này chỉ tiếp nhận quyên góp của bạn Tuyệt đối không hạn chế bạn Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu tiền Một năm bao nhiêu tiền Không có Cắt bỏ hết Họ đem đến cho tôi xem Tôi nói đúng Lý Mộc Nguyên cư sĩ nói rất hay Chúng ta không có tiền Không có phước báo A Di Đà Phật có đại phước báo Cái núi này là chủ dự chắc chắn Chỉ còn có vấn đề gì nữa bạn phải dựa thật chắc dựa thế nào vậy y giáo phụng hành chính là chân thật lý di đà làm núi dựa trên kinh phật a di đà đã nói ta thấy đều làm đến được còn nguồn tiền mà ta cần phải có trong việc hoàn pháp lợi sinh thì phật a di đà sẽ mang đến cho ta đâu có cần ta phải bận tâm làm gì Tự mình lo nghĩ để kinh doanh Để hoạch định Khổ chết mất Không hề lo lắng suy nghĩ Đúng Như trong nhà Phật thường nói Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng Khi tôi mới đầu tiếp xúc Phật giáo Đại sư chương gia truyền thụ cho tôi Tôi tín nhiệm Đối với Thầy Tôi là một học sinh tốt, là một học sinh chuẩn mực. Những lời chỉ dạy của thầy, tôi phục tùng một trăm phần trăm. Tôi cũng làm được một trăm phần trăm. Tôi không phụ lòng thầy. Nếu ngày nay tôi có tà tri, tà kiến, nếu làm một việc gì đó không tốt, thì tôi liền nghĩ rằng tôi có lỗi với thầy. Suốt nhiều đồng học đồng tu, các bạn đều nhìn thấy, Nơi tôi ở Thì hình của thầy tôi cũng treo ở đó Học sinh chúng ta ngày nay vào lớp Ở trong lớp học Hình của thầy cũng phải treo ở đó Trong một đời Rời xa thầy mấy mươi năm rồi Nhưng tinh thần của chúng tôi Dựng mãi bên nhau Thầy dạy tôi Phải giữ tấm báo ơn Hoàng Pháp lợi sanh Chúng ta làm sao dám trái phạm? Thường giữ tâm báo ân Thì bạn sẽ không dám có cái suy nghĩ sàng bậy Sẽ không dám trái phạm những việc mà lão sư đã dạy Chúng ta không trái lời lão sư Đương nhiên sẽ không trái với chư Phật Bồ Tát Chư Phật Bồ Tát là tổ sư của lão sư nếu như chúng ta làm ra vẻ phục tùng đối với lão sư, đó chẳng phải là khinh sư diệt tổ hay sao? Diệt tổ chính là xem thường Phật Bồ Tát. Đó là lý lão sư đã nói từ trước, đó không phải là học Phật, đùa giỡn Phật Pháp. Tội lỗi, vô lượng, vô biên. Thế gian, thứ gì cũng có thể đùa giỡn, làm sao có thể đùa giỡn Phật Pháp chứ? Nhất định đọa a tỳ địa ngục cho nên cư sĩ tại gia phát tâm chỉ cần phát ra là chân tâm chân thật vì hoàng dương phật pháp vì hóa độ chúng sanh vì xã hội an định vì lợi ích quần sanh phật bồ tát đều bảo hộ nhất định là hữu cầu tác ứng làm gì có chuyện cầu không được Đại sư chương gia dạy cho ta phương pháp này Hơn nữa còn nói với ta Cả đời của bạn Đều là Phật Bồ Tát an bày thay cho bạn Và không cần phải lo lắng gì Tôi nghe được câu nói này rồi rất hoan hỷ Mãi đến bây giờ vẫn còn hoan hỷ Mấy mươi năm rồi Hơn bốn mươi năm rồi Tôi thật có cái cảm ứng này Thật không cần lo lắng Thật không cần chờ đợi có cầu ác có ứng. Có nguyện ác thành. Lão sư nói với tôi, bạn có nguyện có cầu mà vẫn chưa có cảm ứng hiện tiền, lúc này bạn chính mình phải nên biết, bạn có nghiệp chướng. Phải mau tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì thông thôi. Cảm ứng liền hiện tiền. Làm thế nào sám hối? chân thật biết được lỗi lầm của chính mình. Sửa đổi lỗi lầm của chính mình, đó gọi là sám hối. Ý nghĩa của sám hối là sau không tạo nữa. Thường biết được việc này là sai, sau đó không dám làm nữa. Gọi là thật sám hối. Chân thật phát tâm sám hối, chư Phật Bồ Tát tán thán. Thánh nhân thế gian cũng là nói như vậy. Nhân phi thánh hiền, thuộc năng vô quá, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên. Là đại thiện. Sửa lỗi là đại thiện. Cho nên, cư sĩ tại gia, xây dựng đạo tràng tuyệt đối chính xác, cũng giống như xây dựng trường học. Phật giáo là giáo dục. Người tại gia xây dựng trường học, tổ chức hội đồng sự quản lý trường học người xuất gia là giáo viên trường học của bạn xây dựng xong rồi bạn phải lo mời giáo viên chúng xuất gia là giáo viên mời thỉnh một hiệu trưởng cũng giống như cửa hàng vậy hiệu trưởng là tổng giám đốc để họ đến quản lý để họ đến chỉ đạo ông chủ là giám đốc sản quyền là ông chủ là giám đốc trong tự diện Mời thỉnh một người đến làm trụ trì Mời một số người đến chấp sự Mời một số người đến tu hành làm đạo Hoàng Pháp Lợi Sanh Đó cũng giống như hội động sự của bạn Mời thỉnh một số nhân viên đến kinh doanh Làm sự nghiệp này Sự nghiệp này Là sự nghiệp tu hành hoàng đạo Có thể làm như thế Thì đúng như Pháp vào ngày trước khi phật giáo vừa truyền đến trung quốc ban đầu là do quốc gia hộ trì đạo tràng là do ai xây dựng là quốc gia xây dựng là tài sản của quốc gia pháp sư trong đó cũng là do quốc gia mời cho nên pháp sư chỉ là hoằng pháp chỉ là tu hành làm công việc Hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta dẫn đến Bồ Tát Quan Anh. Nói đến hình tướng của Phật Pháp. Nếu hình tướng này của bạn không tốt, hình tướng nếu hư rồi, đối với việc hoàn truyền của Phật Pháp sẽ sinh ra chướng ngại rất nghiêm trọng. Cho nên Quan Anh ở ngay chỗ này dùng lời hiện tại mà nói xây dựng hình tượng phật pháp hào quang dạng trượng chiếu khắp đại thiên cá nhân là hình tượng học phật cư sĩ tại gia gia đình là hình tượng của phật pháp mọi người vừa xem nhà người đại học phật nhà người học phật mà rối bời lộn xộn bạn liền chướng ngại người thông thường trong xã hội không dám học Phật, không thể học Phật. Bạn xem, học Phật thì sẽ giống như họ vậy. Đó gọi là diệt Pháp. Đó không phải là hoàng Pháp, diệt Pháp. Học Phật nhất định phải có hình tướng rất tốt, vô cùng quan trọng. Nếu như bạn làm ăn, ông chủ là học Phật, cửa hàng của bạn chính là đạo tràng của Phật Pháp. Cửa hàng của bạn chính là hình tượng tốt nhất không luận là bạn từ nơi ngành nghề nào nếu bạn học phật đều phải biểu hiện hình tượng tốt nhất trong xã hội bồ tát quan anh biểu hiện ở ngay chỗ này bảo tràng bồ tát là biểu thị lưu thông phật pháp ngày nay gọi là phát triển phật pháp giữ tốt bảo tràng hiện tại cái gì là bảo truyền hình vệ tinh là bảo đường truyền internet là bảo chúng ta lợi dụng cái bảo này đem phật pháp lưu truyền đến khắp thế giới cho nên ngày nay nếu như không có nhân duyên không thể xây đạo tràng lớn không có rất nhiều người đến đây để nghe kinh các vị phải nên biết ngày nay toàn thế giới như đạo tràng cư dĩ lâm singapore này rất là hiếm có việc này không phải tôi đặc biệt đáng thán với đại chúng bởi vì cơ cấu xã hội hiện đại thay đổi hiện tại đang đi vào thời đại công nghiệp thời đại khoa học kỹ thuật cao mỗi một người cuộc sống đều rất khẩn trương đều rất là bận rộn làm gì có thời gian để ngồi ở nơi đây ngày ngày ngồi ở nơi đây nghe kinh hết hai giờ đồng hồ không thể nào chúng ta ở nước mỹ người mỹ hoan nghênh nhất là bạn giảng kinh ba ngày họ sẽ đến nghe bạn giảng kinh năm ngày thì chưa hẳn đến nghe mỗi ngày bạn giảng kinh mỗi tuần lễ thì họ sẽ không đến quá dài rồi không có thời gian hơn nữa, quan nghênh nhất chính là một lần giảng hai đến 3 giờ thì được, vậy thì họ rất là hoan hỷ. Cho nên cơ hội chúng sanh nghe pháp càng ngày càng ít. Phước của chúng sanh càng ngày càng ít. Chỉ có Singapore là đại phước báo, phước địa. Có nhiều người như vậy mỗi ngày đều đến nghe kinh, vậy thì còn gì bằng. Cho nên trong xã hội phương Tây, chúng ta Xây đạo tràng đều không cần lớn Nhà ở dư phòng nhỏ thì được rồi Quan trọng nhất chính là Phải có thiết bị kỹ thuật cao Có phòng thu âm mô hình nhỏ Dùng phòng thu âm này Sau khi lưu xong Lợi dụng đường truyền Lợi dụng truyền hình vệ tinh Phát ra cho toàn thế giới Đây chính là ý nghĩa đại biểu Của bảo tràng Bồ Tát Các vị xem Bồ Tát Bảo Tràng Có hiểu được cái ý này hay không? khoa học kỹ thuật cao là bảo tràng là cao huyền đem phật pháp lưu thông đến mười phương thế giới chúng ta lợi dụng khoa học hiện tại đích thực làm bạn xem chúng ta làm thành cd vcd tôi nghe đói một đĩa có thể bảo tồn được hai trăm năm lưu truyền dài lâu lợi dụng truyền hình phát thanh đường truyền để phát đi gì thì biến khắp mười phương bảo tràng ở chỗ này đã khởi được tác dụng chúng ta tận tâm tận lực đem Phật pháp dùng phương pháp kỹ thuật cao giới thiệu với người trên toàn thế giới bạn chính là bảo tràng Bồ Tát bằng làm việc đây là bảo tràng Bồ Tát họ làm công việc lưu thông phật pháp làm công tác truyền đạt phật pháp hôm nay thời gian lại đến rồi a di đà phật